Cái này các bạn cắt làm sao để lát cho nó bằng cái nó đứng được bên đĩa. Quay xong rồi đăng lên YouTube. Dạ. Cái video quay tổng đánh chưa? Cái này đi ha. Ở công ty đồ ăn là mấy cái đuôi hàng á. Đấy chưa? Bên... Thì này là nó mà còn vải thì các bạn đưa mũi dao cho nó không có đứt ra. Nó cản vải nó không đứt. Đi dọc theo cái đường sống lưng của nó ha. Rồi các bạn thở kịp lên, các bạn đi mũi dao theo nó. Cái này các bạn không bỏ xương sườn. Bỏ xương sườn thì lá cá nó bị cong. Nếu như ăn sống thì mình bỏ xương sườn. Món này có thêm. Bỏ xương sườn lại gì? Đây xương sườn này. Không bỏ. Cái này mình không bỏ, lấy luôn. Lát rửa lại cái vải còn nhiều. Cá có vải thì đánh vải, còn không có vải thì làm nhớt. Nhưng cá da trơn là phải làm nhớt. Giống như cá lăn, cá trình làm nhớt. Còn cá là có vải thì đánh vải. Làm nhớt thì cũng giống như bữa mình làm tôm thăng lương. Đúng rồi, nước cá mới đồ trồng cũng nhớt. Cá mú nó vừa có vảy vừa trơn. Đúng rồi, cá mú nó muốn dễ làm nữa là nó còn xối sơ qua nước sôi. Dễ đánh vảy hơn. Không, xối sơ thôi chứ anh em mình xối nhiều, xối nhiều nó tính. Cá mú thì cái vảy nó lý tí à. Với cá tầm. Cá tầm nó cũng à cá hồi, cá vảy nó cũng lý tí. À. Còn cá tầm thì vảy cứng à. Nó có hai đường vảy sống bụng. Đừng bãi gái cái lưng nó cứng lắm, phải dùng dao mặt chặt nó mới ra. Xương này có thể sử dụng nấu nước dùng, nhưng mà nấu nước dùng dành cho một loại lẩu thôi, lẩu hải sản thôi chứ không nấu chung được. Ngày nào cũng con hay con nhưng bây giờ hậu bột đúng không? Cái này chạy đôi ra chạy đôi ra. Mỗi bên các bạn cắt làm ba. Tại sao em đem. Bên này 3 nữa là 6. Rồi, bên này cũng 6 nữa là 12. Bạn Việt có 10 người. Còn cái đầu cái đuôi thì